là bê tông rồi nha anh em. Đường để vào thác mây bay, thác thiên nhiên hoang dã, hầu như chưa mấy ai biết tới. Wow. Đây. Thác mây bay còn gọi là thác mưa bay chứ. Số 1 gì mà chạy không nổi gì vậy cha. Mẹ nhông nhông đi đường trường. Xe chạy thành thị chứ đâu phải xe đi núi. Bay 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 bay. Cắn thằng ngồi trước là được. Xích lên. Cầm trúng cái xe mà chạy hết ga luôn, không lên xe rồi, chết rồi. Tao vẫn chở mày lên được nghe chưa? Mày okay. Sao xạo. Cái thằng trước nó đi phụ quá. Đường cực kỳ khó đi. Đường cực kỳ khó đi. Có những tay lấy lừa mới chạy xe được. Nói khó thì khó nhưng mà chỉ hơi hơi dốc thôi chứ không khó lắm. Đúng rồi. Wow. Đây gọi là đi picnic. Vô đây là không có sóng điện thoại, không có gì hết. Đúng rồi. Phải đi lên đây là phải đem theo đèn pin, sạc dự phòng các kiểu. Quá đã anh em, coi cho anh em trải nghiệm. Đây là trong rừng của Bình Thuận. Khu vực này là thuộc địa phận Bình Thuận nha anh em. Giáp ranh Lâm Đồng. Giáp ranh Lâm Đồng. Ôi trời ơi. Xích lên. Rồi, khác rồi. Thằng kia nó đi ẹt nó lên chạy ghê quá mình. Bây giờ là chúng ta chuẩn bị đi tới chỗ gửi xe để bắt đầu đi bộ. Nó chơi chứ cũng mỏi tay thật. Chở cũng vô mỏi tay lắm. Phải nói chơi mà thật sự là đây. Phong cảnh rất đẹp anh em nhé. Quá đẹp luôn. Đáng để anh em mình trải nghiệm. À. Ê, xin bác này gửi xe phát. Và chúng ta tiếp tục đi bộ lên. Oh. Bố anh em tụi mình đi trải nghiệm thác mây bay nha anh em, mưa bay. Đây. Đây là những anh em của mình. Nghe nói đường đi cũng khá là gần thác. Gò đất nhiều. Đó. Từ cái chỗ gửi xe lúc nãy mình đi vào rồi. Nghe chú nói là đi khoảng tầm hơn 2 cây số nữa. Chắc chôn để nó lấy nước. Ủa? Mày nhét hai cái chai nước suối rồi vô lưng tao kìa. Từ từ à, tắt rồi. Ờ, có xịt sơn, có sơn nào. Anh em mình mà lạc là không thấy cái khác đâu nữa nè. Đi thẳng vô kia rồi ta. Cái chỗ này chưa phải cái chỗ rẻ đâu. Đó, hàng này đứng ở trên ngã ba đầu tiên nha. Khi mà vào cái miền rừng nha. Mà tiếp theo là không biết chúng ta nên đi vào đâu. Đi vào trái thì qua đi trái tiếp thôi. Rẽ trái hả? Cái đường mình đi theo đường nhiều người đi đi. Đường này không chắc đâu. Đây, bây giờ anh em đang mò đường để đi tới thác. Bốn anh em đang thử một lần chơi lớn. Không, bây giờ anh Phan leo lên cây đi xem quay đường cây đứng nào thác. Má chồng này khỏi thả chim luôn á. Con này thả mày nó ngu luôn. Thả chim coi đường mày. Thả lên cái ngu luôn á. Không, cái này thả chim lên coi đường mà không biết chim ở chỗ nào luôn. Mắc
đường luôn. Mất chim, mất chim. Không biết làm sao mà lấy xuống được và cũng không biết nó ở đâu luôn. Ủa vậy vậy rồi giờ tối đâu có bay được. Lúc mà mình tới nơi đâu còn sáng mình bay. Không, ý nói là bay á, mà bây giờ nó mất GPS rồi sao bay? GPS nó đâu có liên quan gì tới mẹ. Đầu tiên là phải có chút 3G chứ, cho nó dẫn đường chứ. Có sao? Kiếp bằng GPS kia. GPS để tin riêng chứ không phải là kiếp bằng 3G. 3G là cập nhật mát thôi. Không có mạng thì bây giờ bay tay. Cái đồ là người ta kêu hơi xa hơn một chút. À, nãy giờ thấy đi bộ hơi xa vậy chứ bây giờ chắc đi chắc chưa được 500m. Chưa được đâu. Đi từ nãy giờ cây số. Thằng Đạt Vlog đó nó có đi đâu đâu. Nó đi đâu, nó phi lên xe không à, nó có bao giờ nó trải nghiệm đi đường rừng như mình như vậy đó vậy đâu. Con nhà bao bọc mà cậu ấm cô chiêu xong cho vô núi. Ông kiên vlog đang quay gì để ông kiên vlog. Ủa anh sợ không biết đường ra. Đây bây giờ chúng ta đây là ngã ba và có vạch sơn. Chúng ta rẽ trái. Đây. Hên quá, đây đi đúng đường rồi. Vô trong này phải có thổ địa dẫn đi nha anh. À, nếu mà không biết đường thì có thể rất dễ bị lạc. Nếu mà ai chưa biết đường đi thì có thể tới ngay chỗ thác 9, có bảng thác 9 tầng và đi vô nhờ ông chú ở ngay chỗ giữ xe đó dẫn chúng ta đi. À, bây giờ là cái chú hướng dẫn viên ở trước đó là đang mở đường để làm tour tương lai. Chỉ cần đẹp là được. Lần đầu đi picnic trải nghiệm rừng của Bình Thuận. Bây giờ là có thể bây giờ là tầm 13:30. 3:30 chiều của chiều. Mà chúng ta đang ở trong cái rừng toàn là tre cây. Mum hả? Nhỏ lớn giờ đâu biết cây gì đâu, nói đại mà. Đây Đạt Vlog đi nhanh nhanh đi. Có đâu, tao thấy thằng Đạt nó lo cắm cúi, tao đang khuyên nó đây. Hồi nãy thằng mở đường sao nó không chặt cây ta. Hên quá chúng ta. Hên quá. Chúng ta đang đi đúng đường. Rẽ trái, cứ có sơn rẽ trái. Nghe ông chú nói là có sơn cứ rẽ trái. Mà đi mà không đúng thì chúng ta cắm trại. Là trái. Ủa có sơn mà cứ đi đi. Sơn đi thẳng nha. Có sơn mà. Nhưng mà cái đường này đường nhỏ. Nhưng mà có sơn. Đi đường to. Đi đường to đi. Ủa đường to đâu? Cái đường này là chắc là đường người ta đi lấy gì thôi. Người ta đi lấy tới trong đó cục đường rồi. Ủa sao có sơn? Ủa có sơn ý là cái đánh dấu nhà ba đó nè. Đây, dưới này có xúc xích. Cứ đi theo xúc xích là trúng hả? Đúng rồi. Đây là anh thợ mở đường. Hugo 1990 Vlog. Đã kiếm ra được một vạch sơn ở tảng đá. Đâu còn lâu mới chỉ. Bây giờ mình đi tới cái thác đó là có lẽ là phải tắm một phát. Nóng quá rồi.
bây giờ là vì cái thác để tắm nên là cố lên. Đây chúng ta đang đi tới một cái suối nhỏ nhỏ. Đây nghe đã nghe tiếng suối róc rách róc rách. Bây giờ anh em có thể có mệt thì lấy nước suối rửa mặt cho nó mát. Còn trong nước suối có gì thì còn chưa biết. Đây là anh Minh Nhật dẫn đường đi tới cái thác Mưa Bay. Đây bây giờ chắc mình phải rửa mặt rửa tay chân một cái cho nó mát. Chắc tay nó lên kia rồi, mát thật đấy, thở dày luôn rồi, đá vô góc cây một phát chốc mỏ luôn rồi. Đây Hugo Vlog chốc mỏ luôn rồi, chốc mỏ dày, đá vô góc cây một phát hả mồm luôn. Đây nước suối cực kỳ mát nha anh em, tôi rửa mặt đó. Đồng quần trời ơi, nó bảo là có vẻ như là bạn đang tập luyện vãi đái đi bộ chết mẹ luôn, tập cái quần. À, ai đi vô em đây thì đem bỏ mấy cái đồng hồ thông minh smartwatch để bỏ ở nhà, đi vô hôm nay em đá thở luôn. Mà không mà rửa mặt thì bị bệnh đó. Chỉ rửa mát mát thôi cho nó khỏe để tiếp tục cuộc hành trình là đi lên một cái đồi, chắc cái đồi này cũng cao á, lần này là lần đi đầu tiên mà không biết là có lần đi thứ hai hay không. Nếu mà mình vô thế mà đẹp quá đó, bắt đầu là nên gom lại mình mở một cái dạng như là hướng dẫn du lịch. Má mày đi học cái này à. Cái này là Đạt đang làm Đạt Vlog đang làm ở khách sạn Liên Đô Star. Đó, đang tính đường mở tour du lịch đi cái thác mà phải đi bộ 3-4 cây số, đi bộ đường rừng. Đây cũng như up bay cáp thôi. Ủa thằng Thắng nó đi tới đây chưa mà nó đòi bắt cáp quang đi lên tới đây Nhật hả? Mới đi thác ngoài mà có dự lên kế hoạch là sẽ mở cáp cách treo để đi lên thác Mưa Bay à? Ăn rau muống mà nói chuyện quốc gia. Cầm này. Thủ vì sợ lên tới thác lạnh, nên anh thủ hẳn một cái áo phao cực kỳ dày. Mà rồi. Bây giờ là đổ mồ hôi như tắm. Anh quay cái tấm lưng anh lại coi. Đây. Đó. Dắt ra nước uống được rồi nha. Mà nói chung là cũng phải cố gắng đi thôi. Bây giờ quay lại là bây giờ là không có đường lùi nữa. Bây giờ là chúng ta đi gần được nửa chặng đường rồi. Đây là những người anh em thân yêu của tôi. Mưa nhiều quá có lẽ bây giờ nó còn hồng hồng thôi. Đây cuộc hành trình của giai đoạn thứ hai để chinh phục cái thác Sương Mù. Đây là chỉ có một số ít dân phượt thủ ở Sài Gòn biết thôi. Và bây giờ chúng ta thử đi trải nghiệm. Đi đường này thì nên mang giày bata đi. Chứ mang dép đi chắc chịu không nổi đâu. Và hạn chế mang giày guốc cao đồ các kiểu nha. Mà tốt nhất là đi vô bích nít trong này thì chỉ dẫn những người mà thật sự có tâm huyết để muốn đi chinh phục những cái thác thiên nhiên mà xa ơi là xa. Hy vọng cuộc đi bộ này mà tới được cái thác đó là không để mình thất vọng. Hy vọng là tối hôm nay ở lại xong rồi trải nghiệm trên thác thì không có bị ma nữ nào bắt. À,
Anh Đạt Vlog này đang sợ ma. Mà đi vô đây thật sự là muốn chơi game cũng không chơi được. Vì có mạng đâu mà chơi. Mà thời gian đâu mà chơi. Đúng rồi, đi bộ quá mà thở cũng không nổi mà. Cái này mới thật sự là đúng là đi check-in trải nghiệm nè anh em. Nói gì thì nói chứ có thằng bạn cực, hai thằng bạn cực kỳ tốt đi á, thằng mình mang cái ba lô đi à, thì cái thằng nhỏ con á thì nó xí cái ba lô nó mang để tao mang cho, tưởng tốt lắm mày mà vác cái bao đi. Nghĩ mà buồn. Thôi thì vì cái thác mưa bay nó đi trải nghiệm với là giới thiệu cho anh em biết nên là cũng đành trách đành vác cái bao, tuy nó không nặng nhưng mà mỏi tay. Tới suối chưa? Chúng ta chắc cũng có thể là chuẩn bị tới điểm dừng chân nghỉ mệt thứ hai. À nấu kiểu nấu cơm niêu á hả? À, cơm gì? Cơm lam mà còn kiểu nướng theo cái thịt thịt nướng ống tre nữa, ngon nha. Đúng bài luôn. Cái này biết rau nhiếp mà lấy nghe, coi chừng cẩn thận trúng rau gì, cái rau gì ăn chết á. Lá gì? Lá ngón. Trong này như có lá nhiếp mà. Không có gì, cứ ngắt lá cho thằng Khánh ăn thử. Mà thằng Khánh mà ăn không bị sao thì anh em ăn. Chúng ta đang có tiếng thác đổ rồi anh em ạ. Nhưng mà nhỏ bây giờ nghe càng ngày càng to. Là đi đúng đường rồi. Hên quá. Lần trải nghiệm mà mò đường đầu tiên này đi không uổng công anh em ạ. Bây giờ chỉ còn là chờ thất vọng hay không thất vọng nữa thôi. À. Không, tính ra anh em mình đi cũng nhanh đó nha. Kệ khỉ, bây giờ mới có 4 giờ mấy mà 1 tiếng. Anh em mình đi chắc hơn nửa tiếng à. Ôi, tới thác rồi anh em ạ. Nghe tiếng thác đổ hơi bị to. Đây, chúng ta cứ tạm thời dừng chân ở đây, còn không biết là có đi xa nữa hay không, chưa biết. Tạm thời đây là trạm dừng chân thứ hai của anh em. Nhưng mà cảnh đây cũng đẹp lắm anh em, có thể nghỉ ngơi và tắm cho nó mát và để tiếp tục chặng đường tiếp theo. Đây. Ô, có cái quần bộ đội nữa kìa. Đây. Đây thuộc nằm bên đây là thôn Đa Tro. Xã Đa My. Tỉnh huyện Hàm Thuận Bắc, tỉnh Bình Thuận. Ủa Nhật, em đi đường nào xuống vậy? Ôi. Đây nè.
Không lẽ ở đây hay là phải có cái thác cao của mình à. Thấy người ta có đốt lửa đây nè. Đốt lửa nướng cá đồ kìa. Là có cái thác cao là chắc ở dưới á. Đây cũng có thác nhưng mà anh em đang nghĩ là đây chỉ là chưa tới. Chưa tới cái thác cần tới. Ở đây nó kiểu hai nhánh suối á nha. Đây. Chỗ này có thể tắm tiên các kiểu. Hai anh em mình có thể tắm ở đây phát nha. Thác dưới rồi. Cô bay xuống dưới luôn, coi tôi cái thác luôn. Để chị xuống. Có thì mình xuống chắc chắn luôn. Ngay dưới. Từ cho nó lên phun được cao. Mới được cao 190 này. Mà thấy muốn múc mù à. Đi nhanh đi. Anh em đã đụng trúng ổ ong và đang bị ong chích và dí đấy. Rẽ đây hả? Sao không? Nó dí ở sau lưng em á. Đi 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 đi, chạy đi. Nó bay bay vù vù vù. Có một con à. Mà hết rồi. Má Khánh chơi ác thiệt chứ, má chơi phá ổ ong. Đây, anh Nguyễn Đạt Vlog đã bị trượt ếch. Quay cái mặt lên coi nào. Sao lại cúi cúi cái mặt này? Có vẻ cái đế giày của mình đã còn hết hạn sử dụng rồi. Giày mua có 1.5 triệu à, mang cả chục năm. Đâu hết đâu. Có. Thiệt. Khánh này. Thịt ếch bao ngon á. Đây. Đây là cái con ruồi đã phá ổ ong. Và tác hại là nó bị chích đây. Đâu có lưng đâu đúng không? Có, thấy nhốn nhốn xấu xấu nữa. Nó ít, chứ nếu cái nọc nó còn á. Có hết, ếch kêu. Tối nay mình sẽ có cái món ếch âm. Ếch nướng. Ếch nướng mồi. Nói tới mà chảy nước miếng. Coi còn con nào trên lưng không? Không có. À, thằng em có tác nghiệp gỡ kim mà cũng bị ong nó dí theo nó quánh. Thế sao võ công cao không bị. Bây giờ là chặng đường thứ 3 của chúng ta bắt đầu đi chinh phục cái thác mưa bay. Kìa, anh thấy cái thác rồi kìa. Không, chắc người ta ở trên đó em ơi.
lâu quá không có người đi. Chắc vứt mẹ cái nứa, cái khúc nứa kia đi. Vứt rồi hả? Cái cây gì mà nó có gai giống cây chanh, cái lá thì giống lá trà mà có gai. Đường này em, đường này em, đường này em. Cắm trại mà ở trên dốc, ở dưới dốc sao mà cắm trại được. Đúng không? Ở trên này mà... Ủa mình đang ở lưng chừng thác. Đi sai đường rồi. Được rồi đi, mình đi trái đường chứ. Sai rồi. Chứ đi cái đường dốc này sao mà xuống. Thì có tới thác rồi đó. Cắm lại, leo lên lại. Tới thác rồi nhưng mà hình như là cắm trại nữa. Người ta cắm ở trên nè. Rồi, chúng ta đã đi, tiếp tục đi để xuống thác tới cái cây số 1 được bảo vệ cắm chặt hạ. Và đường tiếp theo đây anh em. Đó, chúng ta đi tiếp. Đi xuống được cái thác đi tầm 1 tiếng đồng hồ. Đưa giày về cho vô cái cỏ tạc cũng được. Ồ, đá bên này cũng đẹp nè. Tắm xong rồi đó, qua bên chỗ ụt để tắm rồi. Chỗ này có người cắm trại. Tắm đi bay. Đi đường này lên nè. Đây còn một cái thác ở trên nữa nhưng mà chắc có lẽ là anh em sẽ không đi lên được nữa. Chỉ có dừng chân ở cái thác như thế này thôi. Đây. Đây có thể tắm ở cái hồ này. Anh em chúng tôi đang chinh phục linh thác để coi có thể ngắm được cái cảnh cái thác trên kia hay không. Business. Thank
đi một chặng đường thì khó khăn nhưng mà cũng không làm anh em thất vọng vì có một cái thác rất đẹp. Có không? Hả? Có rất nhiều tầng nha anh em. Đây là cái thác gần như là cao nhất ở trong những cái thác ở của chúng mình đi trải nghiệm nha các bạn. Đây. Nói chung là cũng không có uổng công sức để bỏ cả bao nhiêu tiếng đồng hồ để vượt ha. Nè, đây em kéo lên. Đây là cái thác cao nhất rồi. Ô, vẫn còn cả thác cao nữa à. Là nó còn một cái thác cao phút tiếp tiếp cao luôn. Không, cái thác này nó độ chữ cao ở Nhật thì biết rồi, nhưng mà mình bây giờ mình không thấy được. Chắc anh em chúng tôi chỉ đi được tới đây thôi, không đi được nữa rồi. Mà cũng đẹp, rất đẹp các bạn ạ. À.